Xin chào các bạn có khỏe không? Hôm nay lại là cuối tuần, vẫn hẹn lại lên nghe các bạn. Hôm nay mình không có đi làm, lại cuối tuần nữa, mình ra đây mình quay và chia sẻ cả cuộc sống làm nông của mình nghe các bạn. Thì ở Việt Nam mình đã làm nông rồi các bạn, thì qua đây mình cũng vẫn tiếp tục làm nông nghe các bạn. Cuộc sống của mình thì nói chung ra thì cũng làm nông ở bên đây nó cũng hơi vất vả. Ở bên đây thì làm nông nó hợp với cái tuổi mình hơn, tại vì mình cũng đã lên 50 tuổi rồi, thành ra mình phải chọn nghề nông. Còn vô công ty thì cái tuổi mình nó không có cho phép vô công ty được, tại vì làm máy móc các bạn, mình sẽ cho nên mình không có vô công ty được. Vô công ty thì làm bên công nghiệp thì nó cũng nhẹ nhàng hơn, trong nhà thì nó sẽ ấm áp hơn nha các bạn. Thì ở Việt Nam mình làm nông, thì mình qua đây mình cũng chọn làm nông nha các bạn. Làm công nghiệp thì nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà mình không có vào được, tại vì mình cũng đã lớn tuổi rồi, mình hay quên. Thì nói chung ra lớn tuổi thì người ta hạn chế lắm các bạn, vô làm công nghiệp đó các bạn. Cho nên mình chọn cuộc sống nhà nông. Thì làm nông bên đây thì nó cũng đỡ vất vả hơn ở Việt Nam mình. Thì sáng chỉ có mùa lạnh thôi, có thời tiết thì hơi lạnh thôi. Nhưng mà làm trong cái house đó các bạn, là trong cái nhà, trong cái nhà kính đó các bạn, thì mình làm cho người ta gọi là cái house. Thì ở đây sáng 6 giờ sáng mình đi tới chỗ làm là 7 giờ mình bắt tay vô làm nha các bạn. Thì cuộc sống làm nông đó, mình nên chờ hái thu hoạch các bạn, ơi, nó cũng nhẹ nhàng lắm. Các bạn như thu hoạch dâu, ớt, cà và các loại rau củ đó các bạn, củ cải. Nhưng mà khi vô việc thì làm rất là căng thẳng nha các bạn. Mình hái là không có thời gian nghỉ đó các bạn. Sáng 7 giờ mình làm tới 10 giờ nghỉ. Nghỉ được 15-20 phút thì mình vô ăn cơm rồi xong ra tiếp tục nữa nha các bạn. Thì một ngày mình làm khoảng 10 tiếng đó các bạn. Một ngày tranh thủ là làm được 10 tiếng. Thì cuộc sống làm nông á, sáng thức dậy sớm, đi lên xe tới chỗ làm khoảng 7 giờ vô làm. Nhưng mà làm cho cái house nó cũng đỡ lạnh nha các bạn. Làm trong cái hộp sự thì nó không có lạnh không. Thì làm cái việc gì mình phải cố gắng nha các bạn. Mọi sự cố gắng mình sẽ mới vượt qua được các bạn. Mới lúc đầu mình qua thì cũng hụt hẳn lắm. Thứ nhất là mình không biết ngôn ngữ, cũng hơi khó kiếm việc làm. Thứ hai là thời tiết rất là khắc nghiệt, mình chưa có quen. Thì mình qua ngay làm vài ngày sau là mùa đông đã đến đó các bạn. Cho nên mình rất là sốc, bị sốc cái thời tiết lắm. Nhưng mình cũng cố gắng mà hòa nhập với cái cuộc sống ở bên đây. Thì nói chung với các bạn là cuộc sống làm nông ở bên Hàn này nè, thì rất là nhiều công chuyện làm với các bạn, rất là nhiều việc luôn. Không đây, bên đây cái công việc là rất là nhiều, từ cho hái ớt, trong tới hái dâu, củ cải, thu hoạch ớt rồi rất là nhiều việc nha các bạn. Hoặc là trong mấy cái trang trại đấy các bạn, rất là nhiều. Thì mà mình thích việc nào thì mình đăng ký mình làm. Thì là một ngày á, bình quân á, là các bạn được 100.000 nha các bạn, 100.000 won. Còn nếu ai là có chỗ tùy theo mùa, 100.000 won. Còn nếu mà cái mùa khác nữa, mùa hè á,
thì mình làm có thể là 120 các bạn, 120.000 won, thì 100.000 won đổi được 1.800.000 thành 1.800.000 tiền Việt Nam đó các bạn. 100.000 won đổi thành một đổi ra tiền Việt Nam mình là 1.800.000, 1.850.000 tiền Việt Nam mình. Nhưng mà mình làm tới 9-10 tiếng thôi nghe các bạn, chứ không phải 8 tiếng như Việt Nam nghe các bạn. Cho nên mình phải rất cố gắng. Thường thường mình về tới 5 giờ chiều mình mới về tới nhà nghe các bạn. Còn việc công nghiệp ở trong xưởng rồi đó các bạn, công ty rồi đó, là chẳng hạn như các bạn mài dũa những phụ tùng ô tô, làm vỏ xe, làm cao su, làm nhựa rất là nhiều. Nhưng mà trong đó nó rất là ngột ngạt. Mình thì cũng không có ra thích làm bên công nghiệp. Tại vì mình sẵn cái đà làm nông nghiệp rồi, mình qua đây mình làm nông nghiệp luôn. Đây là cây hoa đào rồi các bạn. Cây hoa đào này nở sớm nha các bạn. Thời tiết còn lạnh lắm các bạn. Hiện tại là 4 độ C mà nó nở bát ngát rồi các bạn. Thơm quá các bạn ơi, cái hoa đào màu trắng. Nhìn nó rất là đẹp nha các bạn. Đây là hoa anh đào ở Hàn Quốc nha các bạn. Đây là cây hoa anh đào ở trên núi. Hôm nay cái ngày nghỉ, mình không có đi làm. Ngày thứ bảy cuối tuần mình không có làm, mình lên đây trải nghiệm và chia sẻ cuộc sống ở Hàn Quốc cho các bạn xem nha. Bạn thấy hoa đào đẹp không các bạn? Đây là cây hoa anh đào nở trắng hết trơn rồi các bạn. Cây hoa này nó nở sớm nha các bạn. Ở trên đồi này nó coi không khí còn rất lạnh. Hiện tại bây giờ là 3 độ C là ấm rồi đó các bạn. 3 4 độ C là nó ấm rồi đó. Còn bữa hôm là nó âm độ rất là lạnh. Âm 6 độ, âm 7 độ. Tức là bữa hổm đó các bạn. Bữa nay là 4 độ C là nó ấm rồi đó. Thì các bạn thấy hoa nở chưa? Tất nhiên là mùa xuân đã về đó các bạn. Đây là con đường mòn ở trên núi đi xuống nè các bạn. Ở trên là những cây thông rất đẹp. Nó giống như ở Đà Lạt kia các bạn. Con đường này đang đi xuống nha các bạn. Trên núi sáng nay mình cũng chia sẻ với các bạn, các bạn mà nào mà cũng đi qua Nhật hoặc Hàn Quốc đó làm visa đó, thì các bạn cũng nên kiếm cái chỗ uy tín nha các bạn. Bây giờ nó đăng trên mạng, nó hứa với các bạn là ra visa mới lấy tiền, nhưng mà thật sự nhiều khi mới các bạn mà làm vô á, nó đăng ký vô làm á, nó hứa là ra visa mới lấy tiền, nhưng mà mới vô làm là nó kêu các bạn đóng dấu phân nữa và mãi mãi các bạn gọi lời là không giờ nghe tiếng nữa nghe các bạn. Bạn cẩn thận nhé, kiếm người làm visa đi qua Hàn Quốc lao động thời vụ đó các bạn, thì cái trường hợp vừa xảy ra lắm, các bạn nên cẩn thận. Các bạn có gì lên đại sứ quán Hàn Quốc tìm người chuyên nghiệp hướng dẫn cho mình làm visa để mình đi cho an toàn mà không có mất tiền nha các bạn. Tà là mất tiền nhưng cái chỗ uy tín, còn mình đóng tiền trước á phân nửa thôi, nhưng mà nó gạt mình. Các bạn cũng cẩn thận vấn đề này. Ổng gài ở trên mạng cũng nhiều người bị gạt lắm rồi các bạn. Tội nghiệp mấy em học sinh ở miền Trung và miền Bắc rất là nhiều. Thì các bạn hãy cẩn thận vấn đề này. Nếu có gì các bạn vô Sài Gòn, đại sứ quán Hàn Quốc, ở đó có người hướng dẫn các bạn làm visa rất là chuyên nghiệp.
đâu ra đó đàng hoàng, uy tín luôn các bạn. Còn các bạn đừng có nghe lời trên mạng mà làm visa rồi kia đóng tiền khoảng nửa đó các bạn, rồi vài hôm sau bắt bạn gọi là nó chặn cuộc gọi của các bạn luôn, chặn Facebook của các bạn luôn. Thành ra các bạn hãy cẩn thận, tại vì ổng gài trên nhiều người bị gạt như vậy lắm rồi, cho nên mình chia sẻ một chút cho các bạn nhé. Chào, video của mình đến đây cũng khá dài rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nha. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Xin chào các bạn.